Thầy xin chào các em. Trong tuần này, chúng ta sẽ học các nội dung sau đây. 1. Khởi động. 2. Ôn lại bài từ nhịp 1 đến nhịp số 7. 3. Chúng ta sẽ học mới các động tác từ nhịp số 8 đến nhịp số 14 của bài thể dục phát triển chung. Bây giờ, thầy xin mời các em cùng khởi động với thầy. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó, Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó, Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Thầy xin mời các em cùng ôn lại bài với thầy từ nhịp 1 đến nhịp 7 của bài thể dục phát triển chung dành cho nữ. 1 2 3 4 5 6 7. Bây giờ thầy trò của chúng ta sẽ tiến hành tập luyện động tác mới từ nhịp số 8 đến nhịp số 14 của bài thể dục. 7 8 9 10 11 12 13 14. Bây giờ thầy sẽ quay ngang cho các em dễ hình dung. 7 8 9 10 11 12 13 14. Thầy trò chúng ta cùng tiến hành phân tích kỹ thuật từng nhịp của động tác. Nhịp 7. Nhịp 8, trọng tâm cơ thể
dồn vào chân bên trái, chân phải dang ngang, hai bàn tay dang ngang, lòng bàn tay úp. Nhịp chính, hạ thấp chân bên phải, chân trước quỳ, chân sau thẳng, hai bàn tay song song đưa trước mặt, lòng bàn tay úp. Nhịp 10, hai chân dang ngang, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 11, xoay người 90 độ sang trái, đưa hai tay về trước song song, trước mặt, lòng bàn tay úp, chân trái khuỵ, chân phải thẳng. Nhịp 12, đá mạnh chân phải phía sau ra trước, về bên trái, đồng thời đánh hai tay từ trên ra sau, sang phải. Nhịp 13 như nhịp 11. Nhịp 14, xoay 90 độ về hướng phải như nhịp số 10. Khi tiến hành tập luyện từ nhịp số 8 đến nhịp số 14, chúng ta cần phải chú ý các điểm sau đây để tránh sai sót. Ở nhịp số 10 và nhịp số 14, chúng ta phải để ngửa lòng bàn tay. Ở nhịp 11, để thực hiện được xoay 90 độ, chúng ta phải lấy gót làm trụ và nâng mũi chân để xoay. Chân trước quỵ, chân sau thẳng. Để thực hiện được nhịp số 12, chúng ta phải đánh nhanh chân phía sau mạnh về trước và phải xoay nhẹ người để đánh hai tay ra đằng sau. Và ở nhịp 14, chúng ta phải xoay 90 độ sang phải như nhịp số 10. Như vậy, thầy và trò của chúng ta đã tiến hành tập luyện được từ nhịp số 8 đến nhịp số 14. Thầy giao bài tập cho các em. Ở nhà, các em cố gắng tập luyện cho thầy vào mỗi buổi sáng sớm từ 3 đến 5 phút từ nhịp 1 đến nhịp 14 của bài này. Và các em nhớ giữ gìn sức khỏe. Chào tạm biệt các em!